Đây là một vật dụng đã quá quen thuộc với các bạn. Ngày hôm nay trong số chống giật chống rè này, mình sẽ giới thiệu một số chức năng mà các bạn chưa biết đến ở trên điều khiển TV Samsung. Vâng, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy chúng ta Vâng, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy trên TV Samsung của chúng ta sẽ có 4 dòng điều khiển. Đầu tiên là những dòng điều khiển phím số cơ bản xuất hiện ở trên những dòng TV từ TU 7000 trở xuống. Và không thể không nhắc đến những chiếc điều khiển thông minh có mặt ở trên những dòng TV cao cấp. Đó chính là những chiếc điều khiển đến từ những chiếc TV từ TU 8000 đến Q80T. Những chiếc điều khiển có mặt trên những dòng TV siêu cao cấp của Samsung từ Q95 trở lên với thiết kế kim loại, bóng bẩy, sang trọng và đặc biệt là không bám vân tay. Và còn một dòng điều khiển nữa không thể không nhắc đến, đó là với những chiếc TV lifestyle của chúng ta, các bạn sẽ có một chiếc điều khiển với màu trắng rất và người ta thường nói rằng chiếc điều khiển thông minh của Samsung là một chiếc điều khiển thần kỳ, vì chỉ cần một chiếc điều khiển này thôi, bạn có thể điều khiển tất cả những thiết bị ngoại vi kết nối với chiếc TV của mình. Vậy làm cách nào để chúng ta thực hiện điều đó? Đơn giản thôi, chỉ cần các bạn bấm vào nút phím Home, giao diện thông minh sẽ hiện ra và chúng ta sẽ truy cập vào phím Nguồn. Sau đó các bạn sẽ bấm sang phần Thiết lập Universal. Trong phần Thiết lập Universal này, chúng ta sẽ chọn phần Bắt đầu. Ở trong menu lựa chọn thiết bị, các bạn có thể lựa chọn các loại thiết bị ngoại vi kết nối với TV của mình như hộp cáp vệ tinh, dạp hát tại gia hay các loại đầu đĩa. Mình sẽ lấy ví dụ ở hộp cáp vệ tinh, các bạn chọn vào nó. Sau đó các bạn sẽ chọn nguồn trực tiếp vào TV. Ở menu hiện ra, các bạn có thể dễ dàng lựa chọn các nhà cung cấp như AVG, FPT, K+ hay MyTV. Sau khi cài đặt xong, chúng ta đã có thể dễ dàng sử dụng chiếc điều khiển thông minh của Samsung để điều khiển hộp cáp vệ tinh đó. Thật là đơn giản phải không các bạn? Nếu bạn đang muốn thưởng thức một bài nhạc có trên YouTube hoặc các kênh truyền hình và không muốn bị làm phiền bởi hình ảnh, chỉ muốn thưởng thức âm nhạc thôi, phím ẩn trên điều khiển Samsung sẽ giúp bạn điều này. Rất đơn giản, bạn chỉ cần bấm giữ phím âm lượng. Rồi, và menu phím tắt truy cập sẽ hiện ra, bạn chỉ cần chọn vào phần tắt hình ảnh. Ngay lập tức hình ảnh trên TV sẽ tắt đi và phần âm nhạc vẫn còn lại với bạn. Chúc các bạn luôn luôn đạt số với TV Samsung. Hẹn gặp lại các bạn trên các số chống giật chống rè lần sau.